Dạ. Em là Bin, hiện tại bây giờ em với là Trung đang kinh doanh tự do. Em từ Hà Nội vào đây được 8 năm rồi. Em thì em tên Trung, thì hiện tại chúng em cũng đang kinh doanh một cái mô hình nhỏ cà phê trà sữa trên xe Vespa. Em thì ở Khánh Hòa vào ở đây cũng đã 11 năm ở Sài Gòn. Dạ. Cho Tuấn hỏi tuổi của hai bạn được cho dễ xưng hô. Dạ, em 27 ạ. À 27. Em thì 31. À ok. Thế thì làm sao mà bọn mình gặp gỡ? À xin lỗi. Làm sao? Cơ duyên nào mà gặp gỡ như vậy? Làm sao hai bạn gặp gỡ nhau? Tại vì trên Facebook của em á, trước thì em có một cái tính năng đó là tự thả comment, là icon đó. Dạ, thì vô tình thả vào hình quanh Trung tầm khoảng 3 đến 4 lần. Và tối hôm đó em đi dậy về xong nên Trung inbox cho em. Em mở ra em đọc thì em thấy là khá là lạ, tại vì anh ấy nhắn câu là trễ rồi em ngủ ngon nha. Thì em thấy không có quen biết người này, tại sao người ta nhắn tình cảm như vậy? Chắc là yêu cũ xem profile Facebook chứ không phải. Mà Trung có biết cái đấy là bình luận tự động không? Không luôn. Tại vì thật chất là dở về cái việc là Facebook cứ nghĩ ủa sao cái người này ngày nào cũng thả mình mà cái hình nào lên cũng thấy người ta vô hết, thấy cái bạn này đặc biệt quá, cứ hình nào cũng vô thả, ý đồ gì đây? À xong cái mình vô mình coi profile mình thấy ôi hợp nhãn quá. À mà tại thời điểm đó thì thật chất là mình cũng đang là độc thân nữa, do đó thì thôi cứ vô, người ta trêu mình thì mình trêu lại thôi, có qua thì có lại thôi. Sau khi nói chuyện qua lại thì bao nhiêu lâu mình gặp ở ngoài? 3 ngày anh nhỉ, sau 3 ngày. Lâu quá ha, 3 ngày. Nhắn tin qua, sau đó có gọi điện luôn. Tại vì Bin cái chia sẻ là Bin không muốn nhắn tin qua lại mỏi tay. Cũng ít có chảnh lắm. Lúc đó thì kêu nhắn tin mỏi tay thôi, gọi điện nói chuyện cho nó nhanh. Được thì tới, còn không thôi. Thì Bin đang sợ giáo án thì mình lúc đó cũng làm giáo viên luôn. Thì hai giáo viên ngồi nói chuyện với nhau, đàm đạo với nhau. Cái cuộc nói chuyện đấy chắc trời ơi, dối não lắm luôn. Nói chung là lúc đó hai em chỉ có hỏi thăm nhau thôi. Dạ, để chốt kèo gặp mặt chúng gì á. Rồi cho anh hỏi Bin, là cái lý do mà mình gọi điện thoại nhìn mặt nhau á, có phải là mình không tin tưởng hình ảnh trên Facebook không? Dạ không, tại vì thực tế lúc đó em đang là tìm hiểu 4 người cùng một lúc. Và em thấy là gọi điện để nói chuyện cho nó dễ. Tại vì em chỉ có lướt profile chung một xíu thôi, thấy không có đúng gu của mình. Thôi nói chuyện nếu ok thì gặp, còn không thì thôi không sao cả. Tụi mình gì mà nhiều vậy trời. Một lúc 4 người hả? À? Em là cái gọi là hẹn cuối cùng trong ngày. Dạ. Đúng rồi chị, cái gì cũng phải sàng lọc kỹ cả. Dạ đúng rồi. Cái em phải lọc dần dần. Chị cũng phải sàng lọc kỹ. Bây giờ mình cứ tìm hiểu trước, mình chốt đơn sau. Mình chưa chốt đơn mà. Cái buổi gặp mặt lần đó thì nó diễn ra là nói chung nó cũng có nhiều cái kỷ niệm. Dạ. Dạ. Nhưng mà diễn ra làm sao mà kỷ niệm vậy cưng? Đúng, anh hỏi cái đấy. Hai giáo viên nói gì với nhau trời? Em kể trước đi. Tại vì lúc mà em gặp lần đầu tiên em thấy chót lắm. Không biết gu của mình. Tại vì gu của em là phải nào kinh doanh, phải chứng cha, phải men. Trai văn phòng. Cũng kiểu trai văn phòng vậy đó anh. Lúc đó anh gặp anh Trung thì thấy anh Trung khá là kiểu bóng bẩy á. Mà mặc áo thun xong rồi quần tây đóng thun. Em cũng không thích lắm. Tại vì em cũng không thích trai mà cầm ví kẹt cho lách vậy đó, khi đi vậy đó. Em không thích lắm. Dạ. Khi ăn thì em đợi anh Trung gọi món, để làm xong món cho anh Trung mất 1 tiếng đồng hồ. Cho lúc đó đói lắm anh. Em vừa đi dậy vậy xong rất là đói. Mà thôi, lần đầu tiên gặp mà giữ cái đẹp một xíu cho nên đợi để ăn. Xong rồi khi gặp xong hai đứa đi hẹn cà phê thì trời, nãy chốt thứ hai đi xe Vespa vàng. May quá anh đi màu đen. Tới nỗi lúc đó nói chuyện cũng sợ lỗi lắm. Ai cũng giữ kín cho mình hết rồi, nói toàn điều đẹp thôi. Và tới cà phê thì khúc đó nó mới là nó lòi ra một chút. Là ban đầu là hai hoa hậu thân thiện gặp nhau. Dạ. Nói chuyện về hòa bình thế giới các thứ. Dạ. Xong rồi đến cà phê mình nói gì nào? Bắt đầu là xem chỉ tay của em. Rồi nói là chỉ tay của em giống chỉ tay của anh quá. Chỉ có 2% trên số thế giới có thôi. Trời ơi, em thấy màu thả thính rồi. Trời ơi, cái này không đớp được. Sau đó em mới biết là cái chỗ nó như là một cái địa điểm mà để gặp mặt rất là nhiều người của Bin. Để mà sàng lọc. Dạ đúng rồi chị. Gọi là cái địa điểm mối đó. Thật chất là không phải là chỉ tay, em nhớ lộn rồi. Dấu vân tay. Tại vì lúc đó em có học sinh chắc học. Chắc vân tay. Em với Bin có một cái dấu vân tay nó giống nhau ở trên đúng một cái ngón trỏ. Em thì em không có thả thính, em không biết thả thính. Chỉ có thả lúc cái bóng đèn thôi. Ngồi xong cái bóng đèn của cà phê nó chiếu thẳng trên đầu. Thì em chỉ có vặn nhẹ một cái để cho nó tắt cái bóng đèn vô đó thôi. Để không có chiếu trên đầu, Bin nó nóng. Cái đó là sự quan tâm. Dạ chính xác. Là sự, tại vì nó chiếu thẳng trên đầu người ta, chói như là... Không, nếu như mình thích người ta thì mình nên tỏ ra một cái gì đó để cho cái sự quan tâm nó nhiều hơn. Cái đó là tốt mà, nếu mà bạn bè bình thường vẫn làm gì được. Cái ấn tượng á
là tốt hết đúng không? Ờ, đối với em thì em thấy chớp lắm. Tại vì không phải gu của em, thứ hai là không phải hướng người em hướng tới nữa. Và cũng không muốn gặp lại nữa. Em thấy thì về cái hình thức nha, giao diện thì ổn. Nhưng mà thật chất là đầu tiên là em không thích trai Bắc. Tại vì xưa có làm với khách người Bắc. Và nó có cái vấn đề với đó, tự nhiên mình bị một cái ấn tượng nó không đẹp luôn. Xong cái tự kiến thì cũng quá trời đi. Cổ của anh ha, rất cổ. Do đó thì khi gặp Bin thì Bin thì vô Sài Gòn đã đỡ, cái giọng đã đỡ rất là nhiều. Nhưng mà sau đó nói chuyện thì thấy rất là dễ thương. Là đúng là cái mình thích. Rồi hai bạn quen nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? Dạ 1 năm 4 tháng. Ồ, không phải gu mà quen nhau cũng hơn 1 năm rồi. May không phải gu. Dạ. Rồi sau đấy, sau cái buổi đi chơi hôm đấy thì Bin thì không muốn gặp lại Trung. Dạ. Còn Trung thì cũng không phải ấn tượng quá đặc biệt. Thì làm sao mà mình hẹn nhau tiếp? Lúc em vừa về sau anh Trung điện, em ơi anh muốn hai đứa tìm hiểu quen được không? Lúc đó em cũng ok. Em nhắn ok anh, không sao hết. Ủa sao Trung lắc? Tại vì lúc đó thật chất là em thì một cái tính là khi em đã chốt kèo, nói chung là mình phải nhìn cái ở ngoài là mình thấy ổn rồi, bây giờ mình phải tìm hiểu vào bên trong về tính tình, rồi về cách thức, rồi về cái suy nghĩ như thế nào. Thì em về em làm liền, nói liền, hỏi liền. Thì bây giờ trước mắt là tại vì một lần đầu mình cũng chưa chắc là nó có quyết định chính xác cho chính bản thân mình, do đó thì em mới kêu hỏi Bin liền ngay lập tức và Bin đồng ý. Và sau đó em mới biết là thật chất là cái sự đồng ý đó là cái sự lựa chọn. Lựa chọn mình một trong các người khác nữa. Có nghĩa là chọn để tìm hiểu chứ chính chưa xác, phải chốt đơn. Chưa có chốt đơn. Riêng Bin là chưa có chốt đơn. Riêng em là đã chốt đơn. Rồi đến bao lâu thì Bin mới quyết định chốt đơn anh Trung? Sau 4 ngày anh nhờ. Sau 4 ngày về nhà thì hai đứa có sự thân mật và sex thì em chốt đơn tạm thời thôi nha. Em xôi thịt quá vậy Bin. Là kiểu sex xong cái chốt đơn đó. Vậy em... chứng tỏ kiểu trong cái chuyện đó em với Trung rất là hợp. Ban đầu thì em cảm thấy hợp đến tầm khoảng 60%. Nhưng rồi em chốt đơn tạm thời là ở cái mức giỏ hàng an toàn đó. Đó. Xong rồi khi mà hai đứa tìm hiểu trong vòng 1 tháng thì vấn đề đó xảy ra khá nhiều trục trặc. Trục trặc về gì em? Trục trặc về cảm xúc. Về cảm xúc với chị. Lần đầu rất ok, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba em bị mất cảm xúc luôn. Và lúc đó thì em cũng muốn chia tay nhưng em không có nói với Trung. Bắt đầu hai đứa dần giãn cách, nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm đầu luôn. Xong rồi em cũng hướng để đi tìm hiểu những người khác, những giao hàng đang an toàn với mình. Xong khi hai đứa ngồi lại nói chuyện và thống nhất với nhau về vấn đề về sex á, để mỗi đứa cân bằng lại thì em thấy mối quan hệ nó ổn định lại. Nghe cũng ly kỳ quá ha. Là có nghĩa là đối với Bin á, cái chuyện sex là một cái vấn đề rất quan trọng ở trong một mối quan hệ. Dạ đúng rồi. Còn đối với Trung? Dạ. Đối với em thì thực chất là cái đó nó không chiếm phần quyết định cái cung bậc cảm xúc á và cái sự đi lâu dài. Rồi sau khi mà giải bày ra hết với nhau rồi thì Bin quyết định chốt đơn cho. Lúc đó em quyết định. Lúc đó em quyết định. Rồi sau khi mà giải bày ra hết với nhau rồi thì Bin quyết định chốt đơn cho. Lúc đó em quyết định chốt đơn rồi đã anh. Dạ. Ok. Trong quãng thời gian mà hơn 1 năm quen nhau như vậy thì hai bạn có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Gọi như em nhiều cảm xúc nhất là khi mà em lời mở lời cho anh Trung bán nhà và góp vốn kinh doanh chung với em. Dạ. Tại lúc đó này anh Trung đang nhà bè. Sau khi quen 1 tháng là Bin về ở nhà bè với em thì ở dưới đó thì nó khá là xa cho Bin đi làm và Bin cũng chia sẻ thẳng với em rằng là ở giờ nhà anh xa quá, em không có thuận tiện trong đi làm. Và cái kỷ niệm là 1 tháng đó là em cứ ngồi ngay chỗ góc Phạm Ngũ Lão và cứ đúng 9 giờ là Bin đi dạy về là em đi làm về là 6 giờ. Em ăn xong em ngồi em chờ ngay góc đó là tới 9 giờ tối là em chở Bin về nhà. Sau đó sáng là em phải chở ngược ra lại. Thì cứ thế ngày nào cũng vậy mà từ trung tâm về đó thì cũng hơn 1 tiếng 15 phút. Em thì quen tại vì em ở dưới đó 3 năm mấy rồi, em quen rồi. Nhưng mà đối với Bin đó thì kể cả có cái kỷ niệm là bữa đó mưa bị ngập. Cái đường ở nhà bè nó ngập thì hai đứa dắt bộ. Đây còn khoái quay phim nữa. Mình thì dắt chiếc xe Vespa nó rất là nặng mà nước thì nó ngập hơn nữa chứ không chạy được luôn. Nổ thì không nổ được. Rất là nặng mà vừa bận áo mưa nữa, mưa thầm tả luôn, mưa lớn còn mong này đứng quay phim nó vui quá. Trời ơi, mình cũng phải diễn cho nó vui. Mình cũng cười vui lắm. Rất là vui em ơi, dắt xe em nổi rồi dắt vô đứng chờ luôn. Đó. Thì sau đó thì Bin có thuyết phục là để kinh doanh chung. Thì từ cái câu chuyện kinh doanh đó là một cái bước ngoặt của hai tụi em. Mà hai bạn kinh doanh thì có thành công không?
hay là gặp nhiều khó khăn? Dạ, rất là nhiều khó khăn. Rất nhiều khó khăn chị. Tụi em kinh doanh mô hình kết hợp là homestay và cà phê. Homestay là chuyên môn của em và cà phê là chuyên môn của anh Trung. Thì lúc đó thật chất là hai đứa cũng đang ở những cái vị trí làm việc ở các công ty, là nói chung là Bin cũng làm giám đốc marketing cho 4 cái khách sạn nha. Em thì đang cũng làm giám đốc cho một cái công ty về cà phê với startup. Bỏ hết, em bán cái tài sản của em. Và Bin thì đi mượn ngân hàng để góp vốn vô để làm cái mô hình của mình và kinh doanh. Nó có phải là một điều quá liều lĩnh không hả? Đối với em á, thì trước đợt dịch đầu tiên là em đã có 3 cơ sở kinh doanh của riêng mình rồi. Nhưng tại vì em đang trả góp cái căn hộ của mình, cho nên em phải bán đi hết để em trả. Em mất luôn cái 3 cơ sở đó luôn và mất cả căn hộ. Và lúc đó là em bị stress được một tuần, em không tiếp xúc với ai hết. Lúc mà anh Trung nhắn tin cho em thì lúc đó đúng thời điểm là em cân bằng lại cuộc sống của mình. Và đối với em là khi mà em quen một người nào đó, người ta phải biết kinh doanh, phải kinh doanh chung với em sẽ quen, còn không em sẽ không quen. Và thực chất tại thời điểm đó thì em cũng thấy là cái tuổi của mình á, mình không muốn đi làm công nữa, mình muốn có cái gì riêng cho mình. Thì gặp đúng Bin thì Bin là cái người đã kinh doanh rồi, và mình cũng muốn có cái gì để cho hai đứa, và có thể đây là cái thử thách. Em với Trung được cái mà không biết tại sao mà khi hai đứa gặp nhau sau một tháng, hai đứa nói chuyện về vấn đề về bán nhà, sau này đưa ra kế hoạch plan, thì cái cảm xúc của hai đứa giống như kiểu gặp nhau rất là lâu rồi. Khi mà mình triển khai và như bọn em nói là nó có mâu thuẫn xảy ra, thì đỉnh điểm của mâu thuẫn đó là gì? Tụi em kinh doanh được 3 tháng trong thời gian đợt dịch thì rất là thành công, tại vì tụi em không phải bù lỗ đâu nào hết và lợi nhuận cũng khá là ổn. Nhưng mà đỉnh điểm xảy ra về vấn đề là giữa cái cách thức kinh doanh, tại vì anh Trung là người chưa kinh doanh mà em là người đã kinh doanh rồi, và cái tôi của em lúc đó rất là lớn. Cá nhân của em nói với anh Trung á, bây giờ em sẽ chia tiền mặt bằng với anh và kinh doanh của anh là kinh doanh của anh, em kinh doanh theo kiểu của em. Anh Trung lúc đó đồng ý, em bực quá, em bắt đầu em mới quấn anh Trung, xong em đập đồ quá trời, đập đồ hết ở khu vực cà phê luôn. Là có cái quầy cà phê bên dưới người ta, xong người ta chịu cái mình đập đồ mình đánh người ta. Em có lý quá luôn á. Cái mô hình cà phê nó không thể nào đắt liền trong thời điểm mà 1-2 tháng đầu, mà homestay thì có thể là đắt được. Thì Bin làm homestay rất là tốt, thì khi đó có khách, còn cà phê của em thì nó lèo bèo. Đã giao kèo trước là mình không phân biệt ra là ông làm cà phê, tôi làm homestay hay gì đó, mà nó là một mô hình chung. Và cà phê đổ về thì thực chất nó không bằng được 5% của lợi nhuận của homestay nữa, nên cuối cùng đâm ra xếp mít. Thì khi mà em chỉ cần một cái lời nói nào đó mà nó không hay một chút xíu là bắt đầu đã có ẩu đả xảy ra. Về cá nhân của em kiểm soát cảm xúc cũng chưa được tốt, cho nên là dẫn đến mất sức mất định điểm của hai đứa trong thời gian kinh doanh. Xong rồi chia mặt tiền mặt bằng, nhà có 4 tầng, chia theo tầng rồi chia đều ra, đó tiền mặt bằng ra rồi doanh thu anh phải đạt như vậy 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 nè. Cái em nhìn, ủa sao mình giống làm đối tác chứ đâu làm như người yêu của mình, như đâu làm như vợ của mình đó, đâu, y như đối tác của mình vậy đó. Đến tháng 5, lúc đó này chính sách của nhà nước mình là không cho mô hình lưu trú hoạt động nữa, hai đứa tụi em lên Đà Lạt tìm mô hình kinh doanh mới, và tụi em đã tìm được địa điểm mặt bằng rồi. Trong buổi chiều hôm đó thì hai đứa kêu gọi vốn được hơn 1 tỷ. Nhưng mà trên Đà Lạt nó rất là khó, khác với Sài Gòn rất là nhiều. Tại vì ở khu vực tụi em chọn mặt bằng nó là khu vực view đồi thông. Vậy đất núi, đất đồ á? Nó không phải là đất xây dựng nữa, nó là đất đồi, đất trồng trọt. Đất đồi là không cho xây đó. Lúc đó thật chất hai đứa tâm sự chứ. Em với anh ở Sài Gòn tính ra cũng 10 mấy năm thì chắc là Sài Gòn hết chứa mình được rồi. Thôi hai đứa đi lên Đà Lạt. Thì khi mà lên Đà Lạt nó còn kinh khủng. Không chứa luôn. Nó không chứa mình luôn. Và gặp nhiều chuyện hơn. Và giống vậy là nó làm cho mình một cách hai đứa rất là trắng trợn với nhau luôn. Nó thẳng là như vậy. Thì mẹ mở tháng mấy, thì từ một tháng mấy đó nó lại xảy ra một biến cố nữa. Là hai đứa chia tay. Tại sao phải chia tay? Em thấy nó bị mơ hồ, hai đứa làm nó không ra gì hết, nó thẳng là tâm lý mình không ổn định, và Bin cũng vậy. Thì bắt đầu em cảm thấy em chán nản, em không muốn kinh doanh chung, yêu thì không được nhiều, vui thì không nhiều, hạnh phúc thì chả nhiều, mà toàn cãi không. Xong cái em thấy mệt quá, cái em nói Bin là thôi anh không muốn kinh doanh chung, rồi sau đó Bin đồng ý không kinh doanh chung, rồi thì như thế nào nữa. Mà sau đó bắt đầu em có một cái cảm giác rằng là em muốn nó cân bằng cuộc sống của mình. Thì tới một cái đêm ngày hôm đó thì Bin cứ rà hỏi em suốt là anh có quen ai không, anh không còn thương em như thế nào, anh muốn như thế nào, anh phải chia sẻ thẳng thắn. Em ngồi em chia sẻ thật luôn là anh không phải là không còn thương em, cũng không phải là anh đang quen một ai, mà thật chất là anh muốn đi tu. Tại vì vốn dĩ là em có bén duyên với Phật Pháp cũng được cách đây 5 năm rồi, và mỗi lần mà
cái cảm xúc em nó không được tốt á, thì luôn luôn là em tìm đến Phật Pháp và nghe Pháp. Thì tới thời điểm đó thì em thấy đó là cái điều mà em nghĩ nó sẽ giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Và cái đó là cái quyết định tại thời điểm đó của em. Tối đó hai đứa cũng ngồi khóc nhiều lắm. Và bắt đầu ngày mai là em đã phát tâm em ăn chay tới bây giờ. Và lúc đó hai đứa về Sài Gòn, chuyển sang nhượng cái homestay kia và không làm nữa. Và đúng là mất một số tiền. Rồi sau đó thì em về lại quê. Về quê là có vấn đề nữa. Dạ. Vấn đề gì? Em về quê tại vì lúc mà em về là em phải nói với ba mẹ. Giống như come out. Come out với ba mẹ. Là mình thì về ba mẹ thấy mình ăn chay. Ba mẹ mới hỏi chứ chưa kịp nói. Ba hỏi sao vậy? Rồi mẹ cũng hỏi nhiều lắm. Nói con với Bin có vấn đề gì sao? Nó không có vấn đề gì hết. Rồi cũng điện vô trong này hỏi. Trước kia là bố mẹ chưa biết Trung với Bin quen nhau hả? Dạ biết luôn. Dạ, rồi. Biết rồi. Tại vì lúc em quen với Bin là tháng 8. Thì lúc Tết về hai đứa đã về nhà rồi. À. Về nhà và thật chất là em come out với nhà lâu. Trước những mối tình khác là em cũng đã dẫn về rồi. Và tới khi Bin thì thoải mái lắm. Ba mẹ cũng rất là thoải mái chứ không vấn đề gì hết. Đầu tiên thì ba mẹ rất là cấm cản là tại thời điểm mà em mới vô Sài Gòn mà bắt đầu em quen á. Thì lúc mới cấm cản rất là kinh khủng. Nhưng mà thời điểm tới mười mấy năm để mình chứng minh được làm được những gì mà để ba mẹ không có bị mất mặt. Chà, em xin phép tách nhánh bạn. Okay. Bạn Trung đi qua kia nói chuyện riêng. Dạ. với Tuân một tí xíu. Dạ, xin chào chị. Tôi xin phép được hỏi một cái vài câu riêng tư với Trung. Tại vì khi mà Trung được Bin đưa ra cái đề nghị là bán nhà để góp vốn. Thật ra lúc đấy trong lòng của mình nó có nhiều trăn trở. Tại vì cái vấn đề mà mình phải bán nhà đi để góp vốn vào một cái công việc đầu tư mà mình không biết thắng hay thua, thì tôi nghĩ cũng phải trăn trở nhiều chứ. Có, vừa lúc đó thật chất là mình cũng cái máu liều của mình nó cũng dữ dội lắm. Tại vì đây là cái đầu tiên mình làm. Mà cái đầu tiên lúc nào là cái mà nó rất là thôi thúc mình. Nó thôi thúc mình ghê lắm. Thời gian tìm hiểu người này thì mình tin tưởng. Và người này cũng đã làm rồi. Có nhiều kinh nghiệm. Chính xác. Cái niềm tin đó nó giúp cho mình để mình vượt qua những cái câu hỏi mà chính bản thân mình ngồi đối diện nó nói nè. Mày làm cái đó mày có chắc không? Bây giờ mày bán là mày mất luôn cái nhà là không có chỗ ở đó. Nói chung là đấu tranh nội tâm rất là nhiều. Nhưng mà sau đó ok. Chung được cái là quyết định một cái là không có hối tiếc. Nhưng mà cái việc mình không hối tiếc với cái việc mà mình mâu thuẫn mình xảy ra trong quá trình làm việc chung á, thì có bao giờ mình cảm thấy mình hơi hối hận không? Tất nhiên nếu mà nói mà nó thẳng thắn thì trước kia là có hối hận. Nhưng mà vì cái thương yêu và cũng như là những cái kỷ niệm mà hai đứa làm chung á, nó tái diễn lại những cái hình ảnh đó, thì cái sự hối hận đó mình nó tan biến từ từ. Tại vì hai đứa là đi làm từng cái một. 2 giờ sáng mà hai đứa còn kỳ cái ron gạch mà. Tại vì tính hai đứa cũng khá là kỹ. Làm là làm cho tới và làm có chuyên môn nên do đó làm rất là kỹ và không có mướn thuê ai hết. Chỉ có thuê đúng 2 bác là sơn sửa là giùm thôi. Không có design hai đứa tự sửa hết. Làm từ logo, thiết kế lên hình ảnh, tất tần tật hai đứa làm luôn. Mình không tin người ta và người ta không tin mình thì đâu ai làm với mình vậy. Thì không có cớ gì mình phải hối hận hết. Khi mà em biết đó là Trung á là muốn đi theo con đường tu tập á, thì cảm xúc em như thế nào? Em khóc và lúc đó em tự hỏi một mình một điều rằng tại sao đến bước như vậy rồi mà người ta còn bỏ mình người ta đi? Tại sao đến bước như vậy rồi mà người ta còn bỏ mình người ta đi? Lúc đó em đang có sự đấu tranh là có nên níu kéo hay là nên ủng hộ người ta. Thì lúc đó nguyên một đêm em nằm em suy nghĩ, thì sáng hôm sau em nói với anh Trung, em ủng hộ anh. Đôi khi lúc anh đi tu và khi gặp là em sẽ nằm ở một vị trí khác, nhưng mà vẫn là có những kỷ niệm đẹp. Ủng hộ anh ăn chay và tìm chùa cho anh và chủ động tìm thầy để cho anh đi tu luôn. Dạ. Yeah. Em có nghĩ là có bao giờ Trung suy nghĩ lại trở về cái cảm xúc ban đầu không? Em nghĩ là không. Tại vì khi trong thời gian em làm việc với anh Trung, khi anh Trung đã quyết định vấn đề gì thì anh Trung sẽ không có hối tiếc về cái quyết định của mình. Người ta thường nói là xuất gia rồi là mình sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Thì có bao giờ em băn khoăn hay em chăn trở về vấn đề là trong thời điểm khó khăn nhất mà mình còn bỏ lại Bin không? Lúc đó thật chất là em có trăn trở nhiều. Tại vì á, mình còn thương thì mình sẽ còn lo lắng. Yeah. Do đó thì cái sự lo lắng của mình là mình lăng tăng lắm.
giờ không có mình thì bạn sẽ sống như thế nào? Tại vì bạn không quay lại cái công việc cũ của bạn được nữa. Tại vì thời điểm dịch đâu có thể nào đi xin việc được. Thứ nhất là về kinh tế là bạn sẽ không có rồi đó. Tại vì lúc đó hai đứa mất hết rồi, không còn gì hết. Cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu là như thế nào? Ở một cái khía cạnh là bạn sẽ độc thân. Cái xong mình quay qua mình hỏi mình, vậy mình có ổn không? Chính mình có ổn hay không mà mình lo cho người khác? Chính bản thân mình cũng chả ổn luôn. Xin lỗi là mình không ổn, là mình đang cần người khác lo mình nè. Thì bây giờ tốt nhất á, bây giờ mình làm cho mình ổn đi. Còn Bin thì mình cũng chia sẻ thẳng, thì Bin nói là ừ, thì em sẽ cuộc sống của em như thế này, như thế này, như thế này, và em lo cho bản thân mình được. Và Bin cũng nói với mình để cho mình yên tâm, để mình theo cái con đường của mình. Thì lúc đó là cái quyết định của mình nó đã hoàn thành. Nhưng mà sau khi mình quyết định là mình sẽ xuất gia, nhưng mà khi mình gặp lại nhau á, thì cái lý do gì làm cho Trung quyết định hoàn tục? Thực chất là nói xuất gia đó là chỉ mình chưa có chính thức là mình vô, mình chỉ là ý định và mình chưa kịp thì nó đã có cái cản trước. Thì cuối cùng là hai đứa quyết định chung là xuất tu tại gia. Tu tại gia. À, lúc đầu là chỉ có mình Trung là ăn chay thôi. Sau đó bây giờ Bin cũng ăn chay luôn và hai đứa là người cùng nhau đi xuống chùa. Và chính sư phụ là quy y cho hai đứa, định kỳ là hai tuần đi xuống chùa là một lần. Y như là để cho mình có thời gian để mình ở nơi đó mình tu tập. Và cuộc sống hai đứa cũng đã thay đổi hoàn toàn. Nó khác như hồi xưa. Hồi xưa thì hai đứa cứ chạy theo đồng tiền. Tu ở đâu thì mình cũng quan trọng là cái tâm ở mình. Thì do đó thì hai đứa quyết định như vậy, thì Trung bắt đầu Trung đồng hành lại với Bin. Rồi gia đình của hai bên có ý kiến gì khi mà hai bạn còn rất là trẻ, nhưng mà mình quyết định sống một cuộc sống chậm lại? Có khi nào người lớn nghĩ là cái đấy là một cái sự chững lại của hai bạn trong cuộc sống này không? À, thực chất á, nói chậm lại là chậm lại ở cái nhịp sống của Sài Gòn thôi. Chứ nếu mà nói chậm so với các tỉnh thành hoặc ở dưới quê mình thì nó vẫn là nhanh đấy. À, và thực chất hai đứa vẫn có những cái kế hoạch cho tương lai của mình. Thế thì quen nhau một năm mấy rồi, trải qua rất là nhiều sóng gió ha. Chắc là mình phải hiểu nhau lắm. Để xem mình có hiểu nhau không, thì mời quý vị khán giả cùng đến với phần câu hỏi hiểu ý của Trung và Bin. Rồi, câu hỏi đầu tiên, mỗi bạn có 5 giây nhá. Lần giận nhau gần đây nhất là khi nào? 5, 4, 3, 2, 1. 5 ngày trước, bên đây trả lời 5 ngày trước. Vậy là cũng gần ở đây 2 ngày trước. Một câu chưa hiểu ý rồi nhá. Câu thứ 2 chị Chi đọc cho mọi người đúng không ạ? Câu thứ 2 là món quà đầu tiên mà Trung tặng cho Bin là món quà gì? Dây nịt. Đoạn này hơi căng một tí xíu, nhưng mà phải hỏi rõ là Trung tặng quần lót lần đầu tiên cho ai? Cho Bin. Cho Bin. Em có nhớ nhầm không gì? Bin ơi, sao mà dạ. Trung gói quần lót vào trong gói quà mà Bin mở ra thành cái thắt lưng dây nịt hả? Hay vậy? Chắc là cái dây nịt lần đầu tiên em thấy cho món quà đó. Sau này tiếp theo đó anh đưa thêm một hộp, đó là cái quần nót. Anh đừng quên. Trời ơi, thật là cứu vãn chứ Bin, chúng ta điêu đi. Không có ai mà đưa hai món quà cho một ngày như thế hết. Hai câu không hiểu ý rồi. Ôi trời ơi, chị đọc hộ em câu này đi. Câu đó là tư thế mà cả hai cùng yêu thích là tư thế gì? Cái tư thế đó gọi là sao chị nhỉ? Chị cũng cái chương trình hỏi sao mà chị không hiểu. Nằm trên nhà xuống. Nằm trên nhà xuống. Nằm trên nhìn xuống á chị. Nằm trên rồi, nhìn rồi. Xuống. Cái phần xôi thịt nhất thì lại đúng. Ok, thế mời Trung về với xe câu chính nha. Cái chuyện gì diễn biến tiếp theo mà bây giờ hai bạn ngồi ở đây? Trước khi mà anh Trung quyết định đi tu á, em kể cho bạn em không tin vào điều đó. Tại vì hai đứa có dự định là sẽ đi qua bên Thái và làm gì kết hôn để cưới. Mà về Sài Gòn thì sang homestay rất là nhanh. Em vừa chuyển trọ xong thì theo chỉ thị 10 năm cực kỳ gắt gao luôn, là không được ra khỏi nhà. Lúc đó thì em bị bệnh. Em không hề ngủ được trong vòng 4 đến 5 đêm luôn. Là chỉ có một mình em trong phòng trọ, 4 góc tường thôi, em không đi ra ngoài được. Cũng bạn bè em cũng không tới được tại vì đang là giãn cách. Đồ ăn, đồ uống mua cực kỳ khó khăn luôn. Cho nên là
lúc đó em điện về cho anh Trung. Tại anh Trung lúc đó là một cái điểm tựa duy nhất em có thể là tinh thần để thúc đẩy em cố gắng được. Thật chất là em ở nhà là 14 ngày thì 14 ngày đó là đúng là chính xác là 14 ngày để thử thách. Em chỉ có ngồi một góc để em coi Phật Pháp thôi. Nhưng em không muốn nói chuyện với Bin. Mỗi ngày Bin nói là cho em gọi cho anh một lần để nói chuyện thôi. Gọi đúng một lần nha, em cũng không muốn nói. Em nói cho nó qua loa cho nó xong, y như là hết cái chỉ tiêu một ngày là mình phải nói chuyện với người ta một ngàn lần vậy đó. Thì sau khi nói được tới một tuần rồi thì Bin mới ngồi Bin nhắn tin, thì Bin lại đi tìm chùa cho em tu. Bin tìm được thầy cho em. Thì trong thời điểm đó em thầy, thì bắt đầu em liên hệ với thầy, thầy cũng ok, thầy đồng ý rồi đó. Thầy nói thôi qua dịch đi, ổn ổn đi con đi vô. Thì chưa kịp vô thì lại một cái tin đó lại không hay từ Bin, là Bin bệnh rất là nặng. Rồi em chạy vào. Đúng rồi, em kể ba mẹ. Ba mẹ khóc nhiều, ba mẹ cũng khóc, em cũng khóc. Em nói sao mà cuộc đời mình nó trớ trêu như vậy. Bây giờ nó lại cản cái đường mình. Thì ba chỉ nói một câu mà em thay đổi. Mà nói tù đâu không bằng, thì bây giờ con cứu một mạng người bằng thay 7 cái tháp chuồng. Thì thôi, con cứ vô đi. Lúc đó là Sài Gòn hỏng cho vô nha. Đang giãn cách mà. Đang cấm cửa hết và em điện rất nhiều người trong đây cũng nó không cho vô luôn. Không ai nói cho vô và Bin cũng đi gọi điện nói em ơi em biết ai thì nó có cho vô không thì anh biết để anh trong đây anh sắp xếp anh vô. Thì Bin gọi cho công an thì công an nói bây giờ cần cái giấy này, cần cái giấy này, được thì vô, còn không thì thôi. Em xét nghiệm, em lên vừa em xin giấy luôn. Em xin giấy đi đường. Tới chiều em về nói ba mẹ mai con đi vô Sài Gòn lại, con chăm Bin. Thì ba mẹ nói được hay không? Ba mẹ cũng hở ơi luôn. Đồ thì mình đâu có gì xếp, em sách vở là em đi, mai 3 giờ sáng em đi. Em đi với một cái tâm thế là thôi, cứ như là mình cứ có một cái niềm tin là mình sẽ vô được. Cứ thế mà đi thôi. Và em đi qua thì cứ mỗi tỉnh là em phải đi qua một cái trạm mà rất là gắt gao. Em đưa đủ thứ giấy tờ hết rồi, em phải ngồi em năn nỉ rồi em đưa hình của Bin. Bin anh kia phải đưa giấy bác sĩ rồi hình của Bin rất là ốm nữa. Mà nằm cho trên giường vậy đó. 11 giờ trưa em tới Sài Gòn. Em chạy một mạch luôn, không nghỉ không ngơi gì đó. Nhớ kỷ niệm là mẹ cho một cái gói xôi. Đi dọc đường rớt nữa. Rớt mất nào không hay, tại vì cái vết ba nó móc ở chỗ này nè. Nó rung một cái nó rớt này em hay mất luôn gói xôi là khỏi ăn luôn. Là em ăn được cái bánh sandwich tí xíu là em chạy thẳng một lèo luôn vô 11 giờ trưa. Em tới em hỏi quá trời em hỏi thì đi vô được cái xóm đó. Thì cái xóm đó là được cái mấy chú dân quân á, em đưa em trình, cái chú đó cũng lớn tuổi rồi. Thì con em cũng trình bày hoàn cảnh thì chú mới cho đi qua cái trạm đó, thì qua thêm 4 cái trạm nữa. Thì cứ vô mình ơi quận 1 bị chặn, quận 3 bị chặn, đi đường Võ Văn Kiệt cũng bị chặn. Thì tới khi mà tới phòng là lúc đó là 2 giờ chiều. Lúc mà Bin thấy Trung xuất hiện ở phòng trọ mình chắc mừng lắm. Dạ, lúc đó thì em xoay mở cửa, em rất là vui. 14 năm ngày mình ở một mình và mình chỉ có một mình thôi. Mà vô thấy tội lắm, vô thấy ốm, treo đi không nổi mà. Bây giờ hai người có thể làm mình nói những cái thật xấu của nhau đi. Tới tấp. Tới tấp luôn, cái đoạn cuối là vậy đó, đoạn cuối là dịch mặt nhau mà. Đại hội bạch mặt rồi, cho Bin nói trước đi. Bin nói trước đi. Ừ, anh Trung thì cục xúc này, không lãng mạn. Xúc. Ít khi ngọt ngào. Ờ thế hả? Dạ, ít khi ngọt ngào. Vậy là anh nhìn người không tốt lắm, tại vì anh nhìn Trung anh lại nghĩ Trung là một người khá lãng mạn với ngọt ngào á. Dạ không. Không. Anh nhìn người dở ghê. Còn Bin thì suy nghĩ mọi thứ nó tiêu cực. Rồi hay chọc. Tính mình thì không thích chọc. Hay sờ. Sờ đông. Tại vì có nhiều chỗ ok. Còn có nhiều chỗ thì hơi nhạy cảm. Đó thì cái chỗ đó. Là giống như ghẹo á. Ghẹo chọc, chỗ đó là không thích. Dù như ghẹo chỗ đó nhưng mà cái địa điểm nó cho phép đi ok, okay. Mà địa điểm không cho phép là ngoài đường. Cái lỗi cũng to lắm chị, vì chuyện đó đó. Mà hay hoài luôn, hoài luôn á. Mà Bin thì thích. Em thì em rất là thích trêu chọc ở GC xem phim hay là đi ngoài đường hay vậy đó. Cực kỳ thích, đôi khi lại cự đổi nhau ngoài. Em rất là thích cầm cái đó khi em ngủ. Nó ngồi gì đó. Mà lại không cho. Của ta, ta cho hay không được quyền của ta. Thế thì hai bạn muốn thay đổi điều gì ở đối phương không? Đối với cá nhân của em á, thì em muốn anh Trung có một chút gì lãng mạn và ngọt ngào. Tại vì thực tế lãng mạn ngọt ngào ai cũng thích gặp hết. Cái đó là em cũng muốn anh Trung có thể cải thiện hơn về phần đó. Yeah. Còn đối với em thì thực chất là những cái tật xấu của Bin á, thì những cái tật kia mình chấp nhận được. Tật xấu nó gây mình khó chịu nhưng mà nó nằm trong cái mức mình chịu được. Còn cái mà suy nghĩ á,
Em muốn là Bin thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mọi thứ đến với Bin á thì phải nghĩ tích cực lên, cái gì cũng nghĩ tiêu cực trước á. cái nghĩ cho mình luôn mới ghê chứ. Đợt đi Đà Lạt là trong vòng một tuần bị hack Facebook 3 lần, mất liền 3 cái Facebook luôn. Dạ. Mất là phải thuê một cái anh đó chuyên bảo trì Facebook. Em nói ủa em celeb hả? Celeb em thuê người tháng 500.000 để đi bảo trì cái Facebook của em đó. Rồi xong nghĩ mình chứ anh đúng không? Anh là anh thuê người rồi hack Facebook của em đúng không? Đó, tại vì Facebook nhiều like quá. Rồi dự định trong tương lai có 2 bạn như thế nào? Trong tương lai của em thì có 2 đứa thì đã xác định rõ là sẽ qua bên Thái một thời gian để vừa du lịch, thứ hai là vừa có thể kết hôn bên đó và về lại Sài Gòn tổ chức một buổi tiệc nhỏ với mọi người sau khi tình hình dịch ổn lại. Thay mặt chương trình thì chúc cho em nhiều hạnh phúc và gặp được nhiều may mắn nha.